Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 6 năm nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh Hưng Yên tiếp nhận mới trên Cổng Dịch vụ Công và Hệ thống Thông tin Một Cửa tỉnh hơn 7.500 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 77,34%. Trong tổng số trên 10.000 hồ sơ, có 2.600 hồ sơ kỳ trước chuyển sang, Trung tâm đã giải quyết gần 7.600 hồ sơ, giải quyết đúng và trước thời hạn đạt tỷ lệ 99,37%. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến tăng 13,41% so với tháng 5 năm 2023. Tuy nhiên, một số sở ngành có tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến còn thấp như Sở Lao động Thương binh và Xã hội 43,01% hoặc không phát sinh hồ sơ trực tuyến như Công an tỉnh, Công ty Điện lực Hưng Yên. Trung tâm đã phối hợp với Ngân hàng Ngoại thương tổ chức thu hộ phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình tập trung. Tổng số tiền phí, lệ phí thu giải quyết thủ tục hành chính được 1,7 tỷ đồng. Hiện nay, Trung tâm đã hoàn thành phần mềm dịch vụ công liên thông với hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp để thực hiện các thủ tục hành chính đăng ký, khai sinh, khai tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp đổi giấy phép lái xe mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích.